Anh ta sở hữu một bán kính tử thần không thể xâm phạm. Tất cả người và sinh vật đến gần anh ta trong phạm vi 15 mét đều sẽ chết một cách thần bí. Trên đời này chỉ có một người duy nhất có thể khiến năng lực đó mất tác dụng. Khi người đó bước vào bán kính tử thần, năng lực chết người biến mất. Bước ra khỏi đó thì lại hồi phục. Nhưng người này lại hơi đặc biệt vì cô ta là vợ của người khác. Chào cả nhà, tôi là Tofu. Hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ phim khiến người xem cảm thấy vừa tò mò tột độ, vừa hoang mang sợ hãi. Tên là Bán kính tử thần, Radius. Bộ phim bắt đầu, người đàn ông tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe. Anh ta, Liam, đứng ở ven đường chặn xe cầu cứu. Kết quả chiếc xe tông thẳng về phía Liam. Liam may mắn tránh được, chiếc xe tông vào vệ đường. Anh ta qua đó xem thử, phát hiện tài xế hai mắt trắng giả, chết rồi. Anh lập tức gọi điện báo cảnh sát. Khi bị hỏi đến họ tên, Liam chợt phát hiện, hóa ra bản thân mất trí nhớ. Anh ta lục tìm chứng minh nhân dân, biết được họ tên của mình. Lúc này, một con chim bất chợt rơi từ trên trời xuống, đập trúng vào nóc xe. Nó cũng chết với đôi mắt trắng giả. Liam đến một nhà hàng, vừa mở cửa, tất cả những người trong đó cũng đều hai mắt trắng giả, gục ở trên bàn. Anh ta nghi ngờ đã bùng phát một loại virus mới, nên mau chóng lấy quần áo bịt mũi lại. Dựa theo địa chỉ trên chứng minh thư, Liam tìm được nhà của mình, vào nhà khóa kín các ô cửa sổ lại. Lúc này, anh phát hiện hàng xóm đang lái máy kéo làm việc bên ngoài. Liam vội vàng ra hiệu rằng trong không khí có virus, mau chóng trốn đi. Kết quả người hàng xóm tưởng nhầm Liam đang gọi anh ta qua đó. Đi được mấy bước, hai mắt trắng giả, gục chết trên đất. Lúc này, Liam mới ý thức được có lẽ chính mình mới là người có vấn đề. Anh ta tìm một con quạ thử nghiệm, phát hiện chỉ cần đến gần trong phạm vi 15 mét thì hai mắt sẽ trắng giả, rồi chết một cách ly kỳ. Đến buổi tối, một cô gái bất chợt xông vào nhà của Liam. Cô gái, Jane, cô can đảm đấy nhỉ. Liam sợ sẽ hại chết Jane, liền hướng về phía cô hét to, đừng có lại đây. Kết quả Jane đứng trước mặt anh ta mà chẳng hề hấn gì. Jane nói buổi tối hôm xảy ra tai nạn, cô ta cũng cùng ở trên xe với Liam, bản thân cũng mất trí nhớ. Nhưng chuyện thần kỳ đã xảy ra, chỉ cần hai người họ ở với nhau, năng lực chết người sẽ mất tác dụng. Vì để tìm lại ký ức, hai người quyết định quay lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Radio trên xe phát tin tức về vụ án mạng xảy ra tại nhà hàng. Liam rõ ràng có hơi lo lắng, bọn họ đến nơi cần đến. Trên đất là một vòng tròn bị lửa đốt cháy đen, nhìn không giống do tai nạn xe gây ra chút nào. Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng cái xe nào hết. Liam nói thật cho Jane biết, chỉ cần có người lại gần mình là sẽ chết. Những người chết với đôi mắt trắng giả trong radio nói đến đều là do anh ta giết. Nghe xong câu đấy, Jane sợ tới mức lập tức quay người bỏ chạy. Jane có một siêu năng lực, tất cả sinh vật lại gần anh ta trong phạm vi 15 mét đều sẽ trợn trắng mắt rồi chết một cách ly kỳ. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ không những không chết mà còn có thể khắc chế năng lực chết người này. Tiếc là Jane không tin chuyện đó. Lúc này, một nữ cảnh sát vừa lúc đi ngang qua. Jane đi càng lúc càng xa. Đến khi cô ta rời khỏi phạm vi 15 mét, đôi mắt nữ cảnh sát chợt trắng giả, chết ngay tại chỗ. Bọn họ tìm một chú dê vô tội về thí nghiệm. Jane không ngừng lùi về phía sau. Qua khỏi phạm vi 15 mét, chú dê quả nhiên cũng chết. Lần này thì Jane tin thật, chỉ cần bọn họ đi với nhau thì Liam sẽ không giết người được. Vì để làm rõ, rốt cuộc anh ấy bị làm sao, hai người quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng rất rõ ràng, đây không phải hiện tượng mà khoa học có thể giải thích được. Mà lúc này, TV trong bệnh viện đang đưa tin về những vụ án gần đây. Liam đã trở thành kẻ tình nghi hàng đầu. Bọn họ thấy cảnh sát đã tìm đến bệnh viện, nên liền hốt hoảng chạy trốn khỏi đó. Trong quá trình bỏ trốn, Jane nhìn thấy một tờ thông báo tìm người. Người trong hình chính là cô ấy. Bởi vì thất thần trong thời gian ngắn, Jane không kịp vào thang máy. Jane thấy thang máy chuẩn bị đi xuống. Nếu như cô ta không ở cạnh Liam, thì những người xung quanh đều sẽ chết hết. Liam sốt ruột đến mức muốn khóc. Đã có quá nhiều người vô tội vì anh ta mà chết. Nhưng Jane liều mạng chạy xuống bằng cầu thang bộ. Từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách an toàn với Liam. May là không ai mất mạng. Bọn họ vui mừng ôm lấy nhau. Sau khi trốn khỏi bệnh viện, hai người ngủ tạm trên xe một đêm. Jane thông qua radio biết được chồng đang đi tìm mình. Hóa ra cô ta là phụ nữ đã có chồng. Dựa theo địa chỉ trong đài phát thanh, Jane tìm được chồng mình. Hy vọng anh ta có thể giúp mình tìm lại ký ức lúc trước. Về đến nhà, Jane phát hiện một tờ thông báo tìm người. Trong ảnh là một người phụ nữ giống y hệt mình. Người chồng, Sam, nói đó là chị gái sinh đôi của Jane. Một năm trước đột nhiên mất tích vì để tìm chị gái, nữ chính đã dán thông báo tìm người khắp thị trấn. Nhưng đến nay vẫn không rõ tung tích. Mấy hôm trước, sau khi cãi nhau với chồng, Jane buồn bã bực bội, bỏ nhà ra đi. Bây giờ Sam nhìn vợ của mình, cả ngày cứ dính lấy một tên đàn ông khác, bản thân ngược lại càng ngày càng giống người ngoài. Anh ta đã lén lút báo cảnh sát rất nhanh tìm đến, bắt lấy hai người họ, muốn tách họ ra đưa đi. Hai người điên cuồng giải thích bọn họ không thể tách khỏi nhau, nhưng cảnh sát hoàn toàn không nghe. Kết quả vào khoảnh khắc hai người cách nhau 15 mét, tất cả cảnh sát và người qua đường xem náo nhiệt đều trợn trắng mắt.
bọn họ ngã khuỵu mà chết. Leon có một siêu năng lực, tất cả sinh vật lại gần anh trong phạm vi 15 mét đều sẽ trợn trắng mắt rồi chết một cách ly kỳ. Chỉ có một người phụ nữ không bị ảnh hưởng, hơn nữa còn khắc chế được năng lực chết người này. Vì vậy hai người họ cả ngày đều dính lấy nhau. Kết quả lại phát hiện Jane là phụ nữ đã có chồng. Jane đưa theo Liam tìm được Sam, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ. Người chồng cảm giác mình đã bị phản bội nên lén lút báo cảnh sát, cuối cùng hại tất cả cảnh sát đều mất mạng. Sam lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta để hai người họ chạy trốn trước, bản thân ở lại xử lý hiện trường. Ôi, một người chồng tốt biết mấy. Liam nhớ mang máng rằng mình có một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô. Hai người lên đường bỏ trốn, Liam đã tính đến trường hợp xấu nhất. Nếu như không chữa khỏi được cho mình, anh ta sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự tự do của Jane. Nhưng rõ ràng Jane đã đem lòng yêu người đàn ông mới quen hai ngày này, bày tỏ rằng luôn ở bên anh ta cũng không sao cả, dường như không hề suy nghĩ đến tâm trạng của Sam. Liam ra bờ hồ trước nhà đi dạo cho khuây khỏa, chợt nhớ lại mọi chuyện. Còn Jane ở trong phòng cũng phát hiện một cuốn sổ kỳ lạ, bên trong ghi chép tỉ mỉ thông tin về những người phụ nữ mất tích trong thị trấn. Điều khiến cô ta kinh ngạc hơn là chị mình cũng nằm trong số đó. Hóa ra người chị đã bị Liam giết chết, sau đó vứt xác xuống hồ. Cô ta run rẩy lật thêm một trang nữa, bên trên ghi tên của chính mình. Ký ức của hai người dần dần rõ ràng. Hóa ra hôm xảy ra tai nạn giao thông, Liam coi Jane bỏ nhà ra đi là mục tiêu phạm tội tiếp theo. Ở trên xe, Jane đã nhìn thấy âm mưu của anh ta. Hai người đấu đá trong xe khiến cho ô tô mất lái, gây ra tai nạn. Khi hai người bò ra từ trong xe, bất chợt bị sét đánh. Một vòng năng lượng hình cầu khổng lồ bao lấy bọn họ, khiến cơ thể hai người xảy ra hiện tượng biến dị. Chân tướng sự việc lộ rõ, Jane ra khỏi căn phòng, cầm một khẩu súng muốn giết chết Liam. Lúc này có ba người đàn ông đột ngột xuất hiện, đè Liam xuống đất đánh đập. Liam nhân cơ hội bỏ chạy. Vào giây phút chạy khỏi khoảng cách an toàn, ba người đàn ông hai mắt trắng dã, chết căng thẳng. Nhưng trong lúc hỗn loạn, Jane lại trúng đạn ngoài ý muốn. Liam vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhìn Jane được đưa vào phòng mổ, Liam đã đưa ra một quyết định. Jane nhìn ánh mắt kiên quyết của anh ta liền hiểu ra mọi chuyện, nhưng không kịp ngăn cản, tiếng súng vang lên trong bệnh viện. Một tia sét thần kỳ khiến tên tội phạm tội ác chồng chất thức tỉnh lương tâm, nhưng đồng thời lại ban cho anh ta năng lực giết người. Anh ta bắt đầu tìm kiếm biện pháp để không phải giết người. Vào khoảnh khắc hồi phục trí nhớ, nội tâm anh ta tràn đầy sự tuyệt vọng. Đây dường như là một trò đùa mà ông trời bày ra cho anh ta vậy. Nếu như đã có lương tâm, tại sao lại bắt anh ta giết người? Không có gì đau khổ hơn chuyện đó cả. Thế nên cuối cùng, anh ta đã lựa chọn tự sát, để người phụ nữ mình yêu lấy lại sự tự do. Lương tâm vẫn còn, đến cuối cùng sẽ có được cái chết yên lành. Hi, fan của Tofu. Hiện tại, team Tofu mình đang thiếu nhân sự, nên không thể sản xuất được nhiều phim cho các bạn xem. Các bạn hãy đón xem phim mới vào khung giờ từ 17 cho tới 21 giờ. Vào các khung giờ khác thì team mình sẽ re-up lại cho fan mới. Mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ like, share và follow trang của Tofu để ủng hộ team mình nha.